Liên quan đến vụ hai bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công an quận 1 đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đấu tranh lấy lời khai của Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003 ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để làm rõ động cơ gây án. Theo cơ quan chức năng, Nhật Vi không có công an việc làm ổn định, người này có bạn trai và được đối phương chu cấp tiền. Riêng căn hộ cao cấp tại trung cư Sài Gòn Pơn, nơi cảnh sát giải cứu các cháu bé cũng được xác định là Nhật Vi thuê. Cụ thể, Nhật Vi thuê căn hộ trên với giá là 18 triệu đồng một tháng từ ngày 3 tháng 4 nhằm mục đích sau khi bắt cóc các bé gái sẽ đưa về đây để giam giữ. Lý do nghi phạm chọn chung cư Sài Gòn Pơn vì Vi cho rằng nơi đây an ninh, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Về động cơ bắt giữ hai cháu bé, cảnh sát vẫn đang lấy lời khai cùng có hồ sơ để làm rõ. Trước đó vào chiều ngày 6 tháng 4, công an phường Bến Nghé quận 1 tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997, ở phường Tân Hưng quận 7 về việc bị thất lạc hai con là cháu NKTM sinh năm 2017 và cháu LHTL sinh năm 2021 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé quận 1 từ tối ngày 3 tháng 4. Chị Chi đã tự đi tìm và liên hệ nhiều nơi nhưng không thấy con. Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị tung quân vào cuộc tìm kiếm. Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, có một phụ nữ lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi đã tiếp cận dẫn dụ đi theo từ quận 1 sang quận 8. Người này sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa nạn nhân về chung cư Sài Gòn Pơn ở phường 22 quận Bình Thạnh. Lực lượng cảnh sát hình sự cùng công an quận 1, công an quận Bình Thạnh phát hiện Phạm Huỳnh Nhật Vi đang khống chế hai con chị Nguyễn Thị Chi tại một căn hộ ở Tháp Đô Bì, trung cư Sài Gòn Pơn. Lúc này, hai bé vẫn khỏe mạnh. Cảnh sát sau đó đã làm thủ tục bàn giao các bé cho gia đình chăm sóc. Theo thông tin, vào ngày 8 tháng 4, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi 21 tuổi quê Tiền Giang để làm rõ về hành vi bắt cóc hai bé gái xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là bé Nguyễn Kiều Thảo My, sinh năm 2017 và bé Lê Hoàng Thùy Linh, sinh năm 2021, đều là con ruột của chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú quận 7. Thông tin tại buổi họp báo vào chiều cùng ngày, Trung tá Trần Quốc Dũng, là phó trưởng phòng cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nghi phạm không quen biết với hai bé gái. Tối xảy ra vụ việc, đối tượng này tiếp cận hai cháu tại khu vực đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 và dùng tiền đồ ăn để dẫn dụ các nạn nhân đi theo mình. Quá trình di chuyển, vì sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu qua mắt lực lượng công an, sau khi di chuyển từ quận 1 sang đến quận 8, nữ nghi phạm đã đặt xe taxi công nghệ đưa hai bé gái quay ngược về lại căn hộ của mình tại tầng 10 trong chung cư Sài Gòn Pơn ở phường 22 quận Bình Thạnh. Tại đây, Vi tiếp tục dùng tiền và bánh kẹo để dụ dỗ hai bé ở lại căn hộ. Nữ nghi phạm cũng không có hành vi đánh đập bạo hành đối với hai bé gái. Từ các chứng cứ thu thập, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, công an xác định tung tích nghi phạm liên quan là Phạm Huỳnh Nhật Vi và nơi đối tượng trú ngụ giữ hai cháu bé. Để đảm bảo an toàn cho các con tin, lực lượng công an đã tiến hành khoanh vùng ra soát. Đến 10 giờ, các trinh sát ập vào kiểm tra căn hộ và giải cứu thành công hai bé gái. Trung tá Dũng thông tin, nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có người giúp sức và cơ quan điều tra đang làm động cơ bắt cóc hai bé gái. Và cho biết, quá trình giải cứu, PC02 phối hợp Công an quận 1 điều động khoảng 200 cán bộ vào cuộc truy xét. Theo đó, vào tối ngày 3 tháng 4, chị Nguyễn Thị Kim Chi, 27 tuổi, ngụ tại quận 7, dẫn bốn con nhỏ đến khu vực số 1 phố đi bộ Nguyễn Huệ ở đường Đồng Khởi, phương Bến Nghé, quận 1 để bán kẹo cho khách. Tại đây, khi chị Chi đi gặp một người quen cách đó hơn 100 mét, thì hai bé gái là NKTM và LHTL trong lúc đi bán kẹo đã bị mất tích. Sau một đêm tìm kiếm không thấy, chị Chi đã trình báo công an địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an quận 1 Bình Thạnh đã tổ chức truy tìm và sau 42 giờ đã giải cứu thành công hai cháu bé, tiến hành bắt giữ nghi phạm Nhật Vi như nói trên. Một nguồn tin cho hay, tại cơ quan công an, nghi phạm Nhật Vi đã khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng vì chưa có con nên muốn bắt cóc hai đứa trẻ nói trên về nuôi. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm rõ về lời khai của nghi phạm Nhật Vi và mở rộng điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em này. Sau gần 2 ngày, cháu NKTM sinh năm 2017 và LHTL sinh năm 2021 biến mất bí ẩn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh đã được cảnh sát giải cứu, đưa về với gia đình. Nghi can bắt cóc hai bé gái là Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận Bình Thạnh. Tuy nhiên đến nay, động cơ khiến vi thực hiện hành vi bắt cóc hai cháu bé vẫn chưa được cung cấp. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định, người nào có hành vi bắt cóc trẻ em tùy theo mục đích tình tiết thực hiện hành vi phạm tội mà có thể cấu thành những tội danh sau đây. Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 153. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 169. Tội mua bán người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 151. Và tội bắt cóc con tin, quy định tại Điều 301. Vậy hành vi của đối tượng Nhật Vi có thể bị xử lý về tội danh nào? Theo luật sư Nguyễn Thị Thanh Thế, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bình Yên cho biết để có căn cứ xử lý đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi theo tội danh cần phải xem xét làm rõ động cơ mục đích của đối tượng dụ dỗ, đưa hai cháu bé đi thoát khỏi sự quản lý của cha mẹ để xử lý tương ứng theo quy định của pháp luật. Hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc, nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của trẻ em đối tượng đã dùng thủ đoạn dụ dỗ trẻ em, đưa trẻ em thoát khỏi sự quản lý trong nom của cha mẹ để đưa về nơi ở của đối tượng. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2, điều 153 Bộ luật hình sự. Theo khoản 2 điều 153 quy định, người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Nếu quá trình điều tra, cơ quan điều tra làm rõ động cơ mục đích của đối tượng chiếm đoạt hai cháu bé để làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 169 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017. Như Vietnamnet đã thông tin, tối ngày 3 tháng 4, chị Nguyễn Thị Kim Chi, 27 tuổi, ngụ tại quận 7, dẫn bốn con nhỏ đến khu vực số 1 phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, phương Bến Nghé, quận 1, để bán kẹo cho du khách. Tại đây, khi chị Chi đi gặp một người quen cách đó hơn 100 mét, thì hai bé gái NKTM và LHTL trong lúc đi bán kẹo đã bị mất tích. Sau một đêm tìm kiếm không thấy, chị Chi đã trình báo công an địa phương. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an quận 1 đã tổ chức truy tìm và 42 giờ sau đã giải cứu thành công hai cháu bé, tiến hành bắt giữ nghi phạm Nhật Vi. Sáng ngày 9 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận 1 lần thứ 21. Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi nhắc đến vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đứng đầu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, vừa qua, Công an Quận 1 đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng cảnh sát hình sự, đơn vị nghiệp vụ kịp thời truy xét, giải cứu an toàn hai cháu bé, giao về cho gia đình, bắt nghi phạm gây án. Ông Mãi cho rằng từ câu chuyện này, quận 1 cần đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối với tư cách là trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Mãi, là quận trung tâm, các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới, khó lường và phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các vấn đề, không chỉ nêu vai trò của lực lượng công an quân sự mà phải phát huy công nghệ để đảm bảo an ninh trật tự như đã đưa tin, vào 20 giờ ngày 3 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi 27 tuổi, ngụ quận 7, cùng bốn con đứng ở khu vực số 1 đường Đồng Khởi phương Bến Nghé để bán kẹo. Sau đó chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100 m. Hai bé gái là Nguyễn Kiều Thảo My và Lê Hoàng Thúy Linh cùng nhau đi bán kẹo, còn bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi. 30 phút sau, chị Chi hốt hoảng vì không thấy My và Linh đâu, chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Đến chiều ngày 6 tháng 4, Công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi về việc bị thất lạc hai con. Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị tung quân vào cuộc tìm kiếm. Chưa đầy 42 giờ, kể từ khi tiếp nhận nguồn tin, Tổ công tác của Công an quận 1 và phòng PC02 đã giải cứu thành công hai bé và đang tiếp tục phối hợp để điều tra làm rõ hành vi của nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, chú phường 22, quận Bình Thạnh. Làm việc với công an, Vi khai nhận đã dùng đồ ăn và tiền để dẫn dụ hai cháu bé đi theo mình. Để tránh bị phát hiện, Vi đã dùng nhiều thủ đoạn để qua mặt cơ quan chức năng. Vi khai là dẫn dụ hai bé từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đi theo mình đến quận 8. Sau đó Vi đón xe công nghệ chở các bé về căn hộ của mình ở trung cư Sài Gòn Pơn, phường 22, quận Bình Thạnh. Tại trung cư này, Vi tiếp tục sử dụng đồ ăn để dụ các bé ở nhà mình. Quá trình này, Vi không đánh đập hay bạo hành nạn nhân, Vi còn khai là thực hiện hành vi một mình, không có người giúp sức. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ về lời khai của Vi và chưa chính thức cung cấp về động cơ, mục đích của nghi phạm trong vụ bắt cóc này. Trong chiều ngày 8 tháng 4, Công an quận 1 đã bàn giao hai bé gái cho mẹ ruột trong sự vui mừng khôn xiết của người phụ nữ 27 tuổi.